Nga không phải là vấn đề duy nhất trong tâm trí các nhà lãnh đạo đặt chân tới sân vận động quốc gia Warsaw tham dự hai ngày hội nghị thượng đỉnh. Một mối quan tâm khác chính là việc Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Với Tổng thống Obama, đàm phán với các quan chức EU nằm hàng đầu trong chương trình nghị sự. Cuộc họp của chúng ta diễn ra tại thời điểm mà tôi nghĩ là ai cũng biết là rất quan trọng đối với Liên hiệp châu Âu. Câu hỏi lớn từ các nhà lãnh đạo NATO là việc Anh rời khỏi EU có ý nghĩa thế nào đối với Liên minh? Tổng thống Obama lên tiếng trấn an. Việc Anh biểu quyết tách khỏi EU khiến người ta lo lắng về tương lai hội nhập của châu Âu. Và rất tiếc là việc này đã khiến một số người cho rằng toàn bộ trọng tâm an ninh thịnh vượng của châu Âu đang sụp đổ. Có những người nêu lên câu hỏi rằng việc này có ý nghĩa thế nào đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Cho phép tôi nói rằng, như vẫn thường xảy ra trong những thời khắc thay đổi, sự cương điệu này là không đúng. Nhưng chủ đề lớn trong chương trình nghị sự chính thức của NATO lần này chính là Nga. Các hành động tiếp diễn của Moscow ở Ukraine cùng với những mối đe dọa mà các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan cảm nhận từ Nga cũng có nghĩa là những lời cam đoan với các thành viên rằng NATO sẽ bảo vệ họ không còn được xem là đủ. Giới chức Mỹ cho biết, trọng tâm của NATO lần đầu tiên trong một phần tư thế kỷ đang chuyển từ việc trấn an sang răn đe. Để làm được điều đó, NATO hiện có một lực lượng sẵn sàng cao độ, gồm 13.000 quân tại Tây Ban Nha, con số lớn nhất trong lịch sử của NATO. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh cũng đang bổ sung thêm một lực lượng khiêm tốn gồm 4 tiểu đoàn NATO tại các vùng Baltic và Ba Lan. Thủ đô Ba Lan, nơi diễn ra việc ký kết hiệp ước Warsaw giữa các nước liên kết với Liên Xô trước đây, nay lại là nơi diễn ra các nỗ lực mới chống lại Nga.